ba mà cũng nhiều ở trên này, cũng nhiều trẻ con nó không để ý được thấu. Ngày mùng một cắt chỉ là mấy ông trẻ con là nhiều đấy. Mùng một này người lớn người ta rất ít khi người ta cắt tóc. Căn xuân dáng đầu môi cần đẹp nhá. Môi đẹp nhá. Nhưng mà bác đừng cắt cho cháu chọc là được. Chọc thì cần đẹp cái gì đấy. Chọc thì chỉ có là đi vào chùa. Là nhà cún ở đâu? Ở gần đây. Ngay gần đây ra? Nhà trong xóm bên kia. Nhà trong xóm bên đồng tranh kia. Vâng. Vợ của ai nhỉ? Em là vợ. Em là con gái thì không đấy. Hả? Nhà không đấy. Nhà trong đấy á? Vâng. Ừ. Cái đồng tranh này thôi à? Anh biết nhà ăn một vườn chiến vườn đấy, trong cái vườn này ông bố ông được bên đấy là nhóm bố ấy à. Phải trong đấy yên để bác muốn đẹp thì phải để ngồi yên lên không tí bác cắt chọc bóng thì chỉ có như sư thôi nhá. Như sư á? Ừ, mày có đi chùa không? Cháu không. Không đi chùa đá trắng ở không? À cháu cũng đi ở gần bây chùa Phật, à, đi phò phò không? Không. Xong rồi, cái gì bố điên. Bác cắt cho cháu quả đầu đúng không ạ? Thật đấy. Quả đầu để mai đi chụp quýt nhá. Cháu lúc cũng đi chụp quýt rồi đấy. Yeah. Bác cắt cho cháu cái đầu ăn bơ gừ. Ý là đẹp này. Tóc cái thằng này trên là sao nó cứ chồng bỏ lên đi. Yeah. Lúc bà cho cháu đi cắt chọc nóc đây. Nên để nó không đi lên hàng xa. Cái này sắp đẹp rồi nhá, tí nữa là đẹp rồi. Đẹp nhưng mà là có hai cái bên cạnh như cái sừng ấy. Chưa xong. Xong nó mới đẹp được chứ. Nhưng mà bác cắt cho cháu hai quả sừng kia bay được. Được rồi, bây giờ bác cắt cho nhá. Hết sừng rồi nhá, sắp hết sừng rồi nhá. Cháu đang muốn cái cổ thì bác cái cho cháu. Được. Cái bên dưới. Được. Được chưa? Được. Đó, tí nữa xong rồi nhá, cho ra luôn nhá. Tiến, sao này nó đẹp ra chứ, ôi đẹp ra thế. Ừ, và cắt mái tí, bấm tí mái là xong nhá. Thật yên nhá. Mái này gì? Đấy, mái tóc này nè.
không biết máy là cái gì. Giải không? À. Quả đâu tròn như quả quả trứng gà. Như quả trứng gà. Thế có kẻ đường hot boy không? Đường sấm sét không? Có. Có à? Màu gà thì mới đẹp chứ. Ừ, nó kẻ cho một đường trông nó kinh điển ở đấy nhá. Hình sấm sét đánh. Rồi, yên. Thành lông này. Một lông gà. À, chật đấy. À. Chắc chưa? Thấy không? Quay ra đằng sau. Đó, đó, quay đằng sau á. Đó. Thấy không? Đó. Đó, kẻ đường bên này nhá. Kẻ một đường ở đây thôi nhá. Vâng. Chấm gì mà không có... Ngồi yên, ngồi yên nhá. Kẻ đường là phải ngồi yên. Nó kẻ cho hai đường đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đường sấm sét mà. Ừ, đường sấm sét luôn, kia sét luôn. Trước đánh dầm dầm luôn nhá. Đánh xuống bên dưới. Chỗ đấy, tay. Đấy, ngồi yên, chỗ tay nó không kẻ đẹp nhá. Sắp xong rồi. Wow, chết to rồi. Rồi. Nhìn xem, đường bên sườn đẹp chưa? Đẹp chưa? Thì mà gương cái mới nhìn thấy kìa, điện thoại nó bé, thì mà kêu kêu mà. Máu chưa? Ừ. Sấm sét chưa? Điện sét bé đấy. Giống... bé. Giống như sờ. Thôi được rồi, ok được rồi. Nè, xong, kể thế thôi. Có làm đường bên này nữa không? Hai bên hai đường không? Tôi chẳng muốn về nắm đầy gái. Ừ. Đó, bòi luôn nhỉ. Đẹp chưa? À. Được rồi. À, hôm nào bác cho lên kênh YouTube của bác thì gì nhá. Bác đang xem ở đây là em ấy cái kênh